giá heo hơi hôm nay ngày 13 tháng 9, giảm từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay, ngày 13 tháng 9 điều chỉnh giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường, thời gian tới, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi để phát triển bền vững. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm 1.000 đồng mỗi kg. Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi điều chỉnh giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Cụ thể, sau khi hạ nhẹ một giá, thương lái tại Hà Nội, Bắc Giang và Lào Cai đang thu mua heo hơi với giá lần lượt là 66.000 đồng mỗi kg và 67.000 đồng mỗi kg. Tương tự, Hưng Yên và Thái Bình cũng hạ nhẹ một giá xuống còn 68.000 đồng mỗi kg, cao nhất trong khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giao động trong khoảng 65.000 đến 68.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bắc Giang là 67.000 đồng mỗi kg, Yên Bái là 65.000 đồng mỗi kg, Lào Cai là 67.000 đồng mỗi kg, Hưng Yên là 68.000 đồng mỗi kg, Nam Định là 66.000 đồng mỗi kg, Thái Nguyên là 67.000 đồng mỗi kg, Phú Thọ là 60 000 đồng mỗi kg, Thái Bình là 68.000 đồng mỗi kg, Hà Nam là 65.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Phúc là 67.000 đồng mỗi kg. Hà Nội là 66.000 đồng mỗi kg, Ninh Bình là 66.000 đồng mỗi kg, Tuyên Quang là 67.000 đồng mỗi kg. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường, thời gian tới, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi để phát triển bền vững, báo Hà Nội mới đưa tin. Ngành nông nghiệp tham mưu thành phố tiếp tục có cơ chế, chính sách ưu đãi về đất đai, vay vốn tín dụng, tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi xây dựng trang trại chăn nuôi theo hướng khép kín. Cùng với đó, Hà Nội đẩy mạnh việc xây dựng chuỗi liên kết, gắn các cơ sở giết mổ với các hộ chăn nuôi quy mô lớn, tạo quy trình đồng bộ từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm kết hợp xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho sản phẩm chăn nuôi. Đặc biệt, Hà Nội chú trọng chế biến sâu sản phẩm từ động vật để bảo đảm quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững hiệu quả. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm cao nhất 2.000 đồng mỗi kg. Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm từ 1.000 đồng mỗi kg đến 2.000 đồng mỗi kg. Trong đó Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Quảng Nam đang thu mua heo hơi lần lượt là 63.000 đồng mỗi kg và 65.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg mức giá thấp nhất được ghi nhận tại hai tỉnh Bình Thuận và Đắk Lắk là 58.000 đồng mỗi kg, giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg, nhỉnh hơn một chút ở mức 59.000 đồng mỗi kg là tỉnh Ninh Thuận, giảm 1.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên giao động trong khoảng 58.000 đến 65.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, giá heo hơi tại Thanh Hóa là 65.000 đồng mỗi kg, Nghệ An là 65.000 đồng mỗi kg. Hà Tĩnh là 65.000 đồng mỗi kg, Quảng Bình là 63.000 đồng mỗi kg, Quảng Trị là 63.000 đồng mỗi kg, Thừa Thiên Huế là 65.000 đồng mỗi kg, Quảng Nam là 6. 15.000 đồng mỗi kg, Quảng Ngãi là 65.000 đồng mỗi kg, Bình Định là 65.000 đồng mỗi kg, Khánh Hòa là 65.000 đồng mỗi kg, Lâm Đồng là 63.000 đồng mỗi kg, Đắk Lắc là 58.000 đồng mỗi kg. Ninh Thuận là 59.000 đồng mỗi kg, Bình Thuận là 58.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Tại miền Nam, giá heo hơi cũng điều chỉnh giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg so với ngày hôm qua. Theo đó, mức giá được ghi nhận tại Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai sau khi giảm nhẹ 1.000 đồng mỗi kg xuống còn 60.000 đồng mỗi kg và 64.000 đồng mỗi kg sau khi giảm 2.000 đồng mỗi kg, thương lái tại Hậu Giang và Vũng Tàu đang lần lượt thu mua heo hơi với giá 59.000 đồng mỗi kg và 63.000 đồng mỗi kg. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay giao động trong khoảng 59.000 đến 66.000 đồng mỗi kg. Cụ thể giá heo hơi tại Bình Phước là 62.000 đồng mỗi kg, Đồng Nai là 64.000 đồng mỗi kg, thành phố Hồ Chí Minh là 60.000 đồng mỗi kg, Bình Dương là 62.000 đồng mỗi kg. Tây Ninh là 62.000 đồng mỗi kg, Vũng Tàu là 63.000 đồng mỗi kg, Long An là 64.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp là 66.000 đồng mỗi kg, An Giang là 66.000 đồng mỗi kg, Vĩnh Long là 64.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ là 60.000 đồng mỗi kg, Tiền Giang là 61.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang là 59.000 đồng mỗi kg, Cà Mau là 60.000 đồng mỗi kg. Tiền Giang là 65.000 đồng mỗi kg, Bạc Liêu là 65.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh là 61.000 đồng mỗi kg, Bến Tre là 61.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng là 60.000 đồng mỗi kg. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ở ba miền ghi nhận giảm 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 58.000 đến 68.000 đồng mỗi kg.